chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Lại là Dâu đây. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món, đó chính là món mắm ruốc xào thịt. Món này cực kỳ ăn bắt cơm luôn nha mọi người. Mình sẽ bắt đầu nhé. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có: thứ nhất là mắm ruốc. Mắm ruốc thì này thì mình có thể mua ở ngoài chợ hoặc là mua trong siêu thị ha mọi người. Nguyên liệu thứ hai đó chính là thịt ba rọi. Thịt ba rọi thì làm nó sẽ ngon hơn nha mọi người, tại vì nó có nạc, có mỡ, ăn nó sẽ ngon hơn và nó béo hơn. Gia vị thì sẽ có sả nè, hành nè, tỏi nè, ớt nè. Chúng ta sẽ bắt đầu nha. Chúng ta sẽ bắt đầu bỏ thịt vô trước nha mọi người. Chúng ta sẽ làm cho thịt nó săn lại để nó chảy cái mỡ ra, thì chúng ta sẽ lấy cái mỡ nó làm cái dầu luôn nha. Mọi người thấy thịt nó nhiều vậy thôi chứ hồi chút nữa nó teo lại còn có một xíu à. Mà mọi người nhớ để cho nó vàng ơi là vàng nha, nó chảy hết cái nước mỡ ra, nó phải giòn thì nó mới ngon. Sắp được rồi nha mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ hành, tỏi, sả, ớt vào luôn hết nha mọi người. Để mọi thứ đều được vàng ươm lên hết. Đó, mọi người có nghe tiếng nổ của giá heo không? Trời ơi, thơm quá mọi người ơi. Khi đã được một chảo vàng đẹp như thế này rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bỏ mắm ruốc vào nha mọi người. Mọi người cẩn thận nha, coi chừng nó bị văng á. Vì mắm ruốc á là mắm ruốc sống á mọi người, nên nó hơi đặc một xíu, nó chưa có qua xử lý á, cho nên mọi người phải pha một ít nước ấm vô trong cái hũ vừa nãy mình vừa đổ á, rồi mình đổ nước vô cho nó loãng bớt nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nêm gia vị nha mọi người. Mắm ruốc thì nó đã mặn sẵn rồi, cho nên chủ yếu là mình sẽ bỏ đường nhiều hơn nha. Chứ lại mình sẽ bỏ một ít bột nêm. Bột nêm này thì mình xài bột nêm chay á mọi người, cho nên nó cũng không có mặn. Ok, mình nêm gia vị vậy là xong nha mọi người. Còn mọi người mà ăn cay nữa thì mọi người bỏ thêm ớt vô nha. Chứ mình làm vậy là quá đô rồi. Chả mắm ruốc của mình sệt sệt như thế này là đã hoàn thành rồi nha mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu múc ra chén và ăn thôi. Ta-da, đây chính là thành quả của mình đây mọi người ơi. Mắm ruốc này mọi người có thể ăn bây giờ, hoặc là mọi người có thể đã để trong hũ cất mấy tháng cũng được nha. Tại vì mắm ruốc sống thì mình đã để rất là lâu rồi, còn đằng này mình đã xào chín như vậy thì mình còn để lâu hơn được nữa. Mọi người buồn buồn thì cứ lấy ra ăn thôi, không có sợ nó hư đâu. À bây giờ Dâu sẽ ăn thử cho mọi người xem nha. Ngon khủng khiếp luôn. Mọi người nhớ làm thử nha. Chúc mọi người thành công với món này nha. Món này cực kỳ dễ làm luôn. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của Dâu. Nếu mọi người thấy thích thì nhớ like, share, subscribe kênh YouTube cho Dâu nha.